ngũ cốc tao mới mới nấu nó thích nước nữa. Pha cà phê không pha. Một mai em sẽ thay đổi thay lòng vì anh. Đây vốn là hãy mà quay vào buồn ngủ là mua một lon bò húc quả hôm nay cho ăn thôi. Có khi chạy uống cái lúc nó hắn trà tỉnh cái lúc hắn trà tỉnh cái lúc nó mà đến lúc nó chạy đi ngủ lại tỉnh á. Quỳnh ra đã thăm cái nhiều không Quỳnh? Từ từ đang quay. Nhìn cái bụi chia nữa là thấy nguồn lắm. Tự ra đào tự lấy. Đợi đến mưa cái mùa đi quá. Bán. Cái gì cũng bán. Nhiều quá. Mua cả ba. Cái gì cũng phải đi bán mà. Kinh nhỉ, lắm cây nhỉ. Măng. Chị có mua không? Đưa. Trời ơi, lên nó chọc cây này. Để cái răng dưới im đi. Lên môn chọc cây lên được khoảng tầm nửa mét rồi. Chị có lấy không? Quỳnh cái đào luôn chưa? Hả? Xếp chơi có người đây rồi xếp ăn à. Chờ một con gà ngồi đây nướng này. Ngọc có thấy nhiều mốt đẹp thật nhờ. Có con gái lên rồi. Con gái nhiều mốt đẹp. Yêm này chả có cái gì này. Em đây chả có cái áo mà nên hồn đây này. Càng tốt. Ồ, nhìn cái rúa đằng tê răng vẫn rúa mát mà răng đây chả thấy tí rúa mà không. Đừng. Mùi lắm rồi. Không, tao uống đâu. Mày uống thì mày ra nó mày uống ngậm mày ra chứ. Mày lại còn hành tỏi tao uống nó một lần. Còn tiếp tục. Đời chớ tôi mặt đa lên mụn không thích uống. Ngày xưa ai quyền quý cao sang. Màn mình chơi giờ màn nó gì màn răng hết rồi mà màn. Trời ơi. Thôi. Không ai uống ạ. Yêu người thua mới đôi. Ra ngoài đây cho lắm cảnh này Ngọc ơi. Em đang đổ trắng tròn. Tự như thấy nhà đi ở chỗ mô xung cái nhà là bốn góc tường là góc mô có tiền này còn. Góc nào có tiền hết. Tôi như cái bắp chân mì ạ. Tôi như bắp chân mì ạ. Quỳnh với bà Hương đi quay là nhà mồ qua cái măng mồm vừa mới nhú lên cái là thấy liền. Trời, cái nhà bà ấy đây kìa. Bà chi? Nhà bà ấy. Không biết bà chi mà ý là thấy cho muốn nhú lên cái là nhanh lắm, nhanh mắt lắm. Đạt đi mi thôi rồi. Ngày trước là cho bộn nắng. Bụi linh tinh.